Này tháng 8 lại về thì trong cái tháng 8 này cô Vicky và chú Hương ở bên Mỹ ở nơi xa, nhưng trái tim và tấm lòng lúc nào cũng thương cho hoàn cảnh của chị Bích Vân. Chị bị bệnh thận nên cô Vicky với chú Hương rất là thương cho chị còn đứa con nhỏ này. Quay trở về trong đầu tháng 8 này, cô chú tặng cho chị Bích Vân cái số tiền là 2.500.000. Trong cái lúc hoạn nạn khó khăn này mà vợ chồng cô Vicky với chú Hương cố giúp cho chị Bích Vân có cái số tiền đi chạy chữa bệnh, cảm thấy ấm áp tình yêu thương lắm. Nguyện cầu chúc cho cô Vicky và chú Hương được nhiều bình an, nhiều sức khỏe, chuyện lành đưa tới, điều dữ đưa đi. Chúc cho vợ chồng cô chú ở nơi xa làm ăn có tài có lộc, để chia sẻ nhiều và hơn nữa những cảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Những cái giây phút này là những giây phút mà rất là vui khi mà đến nơi đây trao tặng cho chị Bích Vân cái số tiền để đi chạy chữa bệnh. Con xin cảm ơn cô Vicky với chú Hương rất là nhiều. Nay chị Bích Vân và con của chị có lời gì để chia sẻ đến gửi đến cô Vicky với chú Hương ở nơi xa, hai mẹ con tâm sự. Con xin cảm ơn cô Vicky và chú Hương ở bên Mỹ đã thương con và con của con, đã cho con số tiền là 2.500.000 để con có tiền con đi chạy thận. Con xin cầu chúc cho cô Vicky và chú Hương ở bên Mỹ được nhiều dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, để có tiền giúp đỡ những người khó khăn giống như con, gia đình thật nhiều hạnh phúc. Con xin cảm ơn rất nhiều. Rồi hai mẹ con hôm nay nhận tiền của cô Vicky với chú Hương ở nơi xa, hai mẹ con vui không? Vui hả? Rồi cảm tạ món quà của cô Vicky với chú Hương rất là nhiều. Cô chú ơi đã tặng và cố giúp cho hoàn cảnh của chị Bích Vân có cái số tiền ngày hôm nay đó, để trong cái lúc khó khăn này